vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thần đồng tử vi chỉ rõ cuộc đời kỳ lạ, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, từ 64 tới 68 tuổi, đắc phúc bề trên, hưởng trọn lộc lớn, phúc đức tiền quyển theo nhau đổ về vây kính, phất lên giàu khỏe rực rỡ. Quý vị tuổi Tân Sửu thân mến, cổ nhân từng nói rằng, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy ta thấp kém hơn người khác một bậc, cũng như phú quý và hào hoa cũng không cho thấy ta hơn người khác một cấp. Khi con người sống ở đời, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại những khó khăn và thất bại trực chờ sẵn, điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thời vận là gì? Và liệu con người có thể thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được chuyển qua nhiều đời người. Có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của, nhưng có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ thất bại. Người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời. Từ đó, để tận dụng thời điểm vàng nắm bắt cơ hội xoay chuyển vận mệnh, các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dốc công nghiên cứu và nhắc mệnh cho tuổi Tân Sửu 1961, từ năm 64 đến 68 tuổi. Trước đây tuổi Tân Sửu 1961, vận trình không ít khổ nạn, khiến bệnh tật sát thân, tài sản tiêu tán, nhưng vì lúc sinh thời đã phải chịu nhẫn nhịn, chịu đựng vô số bí cực quốc ức, người đời chèn ép, kẻ gian hãm hại, nên từ năm 64 đến 68 tuổi, cần cấm ba điều này, là mọi khổ nạn trong đời lập tức giao hoán thành phúc lộc. Nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, trường thọ hưởng phúc, ba đời thịnh vượng. Vậy ba điều cần tránh xa là gì? Vận trình của người tuổi Tân Sửu 1961 sẽ được an bài như thế nào? Từ 64 đến 68 tuổi, mời quý vị cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, người sinh năm 1961 thuộc tuổi con trâu, thường gọi là lộ đồ chi ngưu, tức trâu trên đường. Người này thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, nghĩa là đất trên tường thành. Người sinh ở mệnh này có tính cách đặc trưng là điềm tĩnh, hiền lành, chan hòa và giàu tình yêu thương con người. Trong 12 con giáp, tuổi Sửu là tuổi con trâu. Đây là con vật được cho là biểu tượng của sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, những người tuổi này thường có cá tính mạnh, kiên định, trưởng thành sớm và thường sống độc lập. Họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và không ngại khó khăn, nguy hiểm trong cuộc sống. Người tuổi Tân Sửu cũng là người có tính cách cần cù, chăm chỉ, có sự nhẫn nại và khả năng chịu đựng cao. Nhờ vào đó, họ có thể vượt qua được những sóng gió trong cuộc sống. Những người tuổi này còn có tài lãnh đạo, được người khác nể phục bởi sự dứt khoát, điềm tĩnh của mình. Họ thường biết nhìn xa, trông rộng và không dễ dàng bị cám dỗ bởi những cái lợi trước mắt. Theo phong thủy phương Đông, người sinh năm 1961 là người mang mệnh thổ, ứng với yếu tố đất trong ngũ hành. Cụ thể hơn, họ là những người mang bệnh bích thượng thổ, có nghĩa là đất trên vách. Bích thượng thổ được hiểu với ý nghĩa bích là bức tường, thượng là ở trên, thổ là đất đai. Hiểu đơn giản, bích thượng thổ là đất, đất trên tường thành. Cụ thể bích thượng thổ là đất trên tường thành. Những người thuộc mệnh bích thượng thổ, người này có nhiều phúc đức, cuộc sống có nhiều thành công. Người mệnh bích thượng thổ có đặc trưng tính cách là yêu thích sự ổn định, cân bằng trong tư duy cũng như quan điểm nhìn nhận trong công việc và lối sống đều theo quy tắc nhất định. Trong suy nghĩ của người mệnh này, họ luôn làm theo một khuôn phép có sẵn với thái độ tự giác, vui vẻ. Nếu như không làm theo những quy tắc này mà mắc phải sai lầm, thì họ sẽ rất ăn năn và hối lỗi. Bích thượng thổ có lối sống đạo đức, noi theo khuôn phép, quy củ trật tự. Với họ,
Việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó, và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị giày vò, hối hận. Thưa quý vị, cung mệnh gắn liền với yếu tố địa, có nghĩa là sự liên kết giữa đời sống và vận mệnh con người thông qua ngũ hành, bát quái. Dựa vào điều này để nhận biết sự biến đổi, phát triển của vũ trụ, đời sống vợ chồng, địa lý, nhà ở, theo thời gian. Chính vì thế mỗi con người sinh ra sẽ có vận mệnh khác nhau. Nam mạng và nữ mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, có cung mệnh là cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Người thuộc cung chấn là người kiên quyết, can đảm, kiên trì, sống cởi mở và tự tin, yêu thích sự tự do, có tài năng, sáng suốt, trí tuệ, giao tiếp tốt, nên dễ thành đạt trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ là người có ham mê vật chất cao, nên dễ bị lừa gạt. Họ ít nghiêm túc trong tình yêu, nên dễ gây tổn thương cho người khác. Màu sắc cũng là yếu tố quan trọng giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Những màu sắc hợp cung mệnh cũng sẽ xua đuổi tà khí, đem lại nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Các màu sắc hợp và khắc với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 như sau. Màu sắc tương sinh. Những người sinh năm 1961 mệnh thổ nên sử dụng màu đỏ, vàng, tím thuộc mệnh hỏa để được năng lượng tương sinh. Trong phong thủy, hỏa sinh thổ nên khi sử dụng các màu trên sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển, từ đó hỗ trợ cuộc sống, công việc được thuận lợi, mở rộng và phát triển. Màu sắc tương hợp. Người sinh năm 1961 mệnh thổ khi sử dụng màu vàng, nâu đất là những màu sắc thuộc mệnh thổ, sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng của chính bản mệnh của mình, từ đó thu hút các khí, mang lại may mắn. Mỗi người chúng ta khi sinh ra chắc chắn sẽ có số mệnh khác nhau. Chính vì thế, chúng ta cũng sẽ có những con số tốt, nó sẽ theo đến suốt cuộc đời. Chính vì lẽ đó mà người sinh năm 1961 cần phải tìm ra con số phù hợp với mình. Nếu như chọn đúng con số phù hợp với tuổi mệnh, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và nhận được nhiều may mắn về sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Gia đình lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, ấm áp và bình an, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp thăng tiến và thuận lợi trong các cuộc làm ăn cũng theo ngũ hành mệnh thổ, sẽ hợp với người mệnh hỏa và con số phù hợp sẽ là các số 2, 8, 9. Khi có mối quan hệ tương sinh sẽ giúp nhận được sự tương trợ và giúp đỡ nhau, nhằm giúp thuận lợi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Khi bạn đã biết được mệnh, tuổi gì, thì việc tiếp theo bạn cũng cần tìm hiểu đó là phù hợp với người mệnh nào trong việc làm ăn. Đối với nam mạng hợp Quý Mão, Ất Tỵ và Bính Ngọ là 3 tuổi thích hợp để Tân Sửu nam mạng hợp tác làm ăn hoặc nên duyên chồng vợ, kết hợp với 3 tuổi này. Mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, may mắn, thu được nhiều thành quả. Còn đối với nữ mạng, muốn thu về được những kết quả như mong muốn, trong chuyện làm ăn thì tốt nhất tuổi Tân Sửu nữ mạng, nên chọn những tuổi sau đây để hợp tác hoặc làm đối tác trong làm ăn. Đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Thưa quý vị, những tuổi sau đây là người sinh năm Tân Sửu, không nên kết duyên hoặc hợp tác làm ăn vì kết duyên hay hợp tác làm ăn, bạn sẽ bị biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Theo đó, người tuổi Tân Sửu sẽ khắc kỵ với người thuộc các tuổi, Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi. Gặp những tuổi kể trên, việc làm ăn khó mà thành, khó khăn chồng chất, chỉ có thể lụi bại hao tài tốn của. Còn nếu kết hôn với những tuổi trên, cần làm lễ giải hạn lớn, cầu xin trời Phật. Đồng thời trong cuộc sống hàng ngày phải ăn ở tốt, tâm lương thiện mới mong được giảm nhẹ. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Câu này hoàn toàn đúng với những cẩn thận trong việc xem ngày lành, tháng tốt, để khai trương. Nếu gia chủ là tuổi Tân Sửu thì có thể chọn một trong những mốc thời gian sau để khai trương. Tháng 1, mùng 5 tháng Chạp, 12 tháng Chạp, 25 tháng Chạp âm lịch. Tháng 2,
mùng 4 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng, 15 tháng Giêng, 27 tháng Giêng âm lịch. Tháng 3, 27 tháng 3 âm lịch. Tháng 4, mùng 7 tháng 4, 12 tháng 4, 17 tháng 4, 25 tháng 4 âm lịch. Bởi theo quan niệm từ xưa đến nay, thể hiện qua câu nói an cư lạc nghiệp khi xây dựng nhà cửa 1961, hợp hướng nào là một vấn đề rất quan trọng mà người tuổi này cần tìm hiểu kỹ càng trong một số công việc lớn, ví dụ như xây nhà. Những người sinh năm 1961 cũng cần phải hết sức chú ý về hướng, bởi nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và hạnh phúc gia đình của những người này trong tương lai. Các hướng hợp và khắc với tuổi Tân Sửu như sau. Hướng hợp: Nam, sinh khí; Đông Nam, phúc đức; Bắc, thiên y; Đông, phục vị. Hướng không hợp: Tây, tuyệt mệnh; Tây Bắc, ngũ quỷ; Tây Nam, họa hại; Đông Bắc, lục sát. Bạn có biết kháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Tân Sửu theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. Tháng Giêng, sinh vào tháng Giêng, những người tuổi Tân Sửu sở hữu trí thông minh và tài trí hơn người. Họ có khả năng học hỏi nhanh chóng, tiếp thu kiến thức hiệu quả và có tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, do thiếu đi may mắn và sự thuận lợi về mặt thời cơ, con đường thành công của họ thường đến muộn hơn so với những người khác. Song, bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, họ sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng trong sự nghiệp và cuộc sống. Tháng 2, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 2 mang trong mình hoài bão lớn và những ước mơ đầy ấp ủ. Tuy nhiên, do thiếu sự tính toán kỹ lưỡng và cẩn trọng trong công việc, họ thường vấp phải nhiều thất bại và thử thách. Nếu họ có thể kiên trì vượt qua những khó khăn này, họ sẽ dần dần gặt hái được thành công và sự nghiệp của họ sẽ ngày càng ổn định và vững chắc. Tháng 3, sinh ra vào tháng 3, những người tuổi Tân Sửu sở hữu tính cách tự do, phóng khoáng và thích bay nhảy, khám phá những điều mới mẻ. Họ thường có xu hướng kết hôn muộn hơn so với những người khác. Nhờ vào sự thông minh, mưu trí và khả năng thích nghi nhanh chóng, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 3 thường dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ khi còn trẻ. Tháng 4, sinh ra vào tháng 4, những người tuổi Tân Sửu sở hữu tính cách cần cù, chịu khó, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự quyết đoán, thường do dự, chần chừ khi đưa ra quyết định quan trọng. Điều này khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội và may mắn quý giá trong cuộc sống. Nếu muốn đạt được thành công, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 4 cần rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và kịp thời hơn. Tháng 5, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 5 thường có tính cách không kiên định, lập trường không vững vàng, dễ bị dao động bởi những lời nói và hành động của người khác. Họ cũng có xu hướng tin tưởng người khác một cách mù quáng, thiếu cảnh giác, do vậy dễ bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu họ có thể rèn luyện sự cẩn thận, kiên nhẫn và học cách nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, họ sẽ có thể vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống và đạt được thành công. Tháng 6, ngay từ khi còn nhỏ, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 6 đã bộc lộ niềm ham học hỏi và sự hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành, họ càng trở nên năng nổ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhờ vào tính cách tốt bụng và lòng nhân ái, họ luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Hơn nữa, họ cũng thường gặp được nhiều may mắn, quý nhân phù trợ trong cuộc sống. Do vậy, họ có một cuộc sống an nhàn, sung sướng, không lo túng thiếu về mặt tài chính. Tháng 7, sinh ra vào tháng 7, những người tuổi Tân Sửu được hưởng nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Họ có công việc ổn định sớm, xây dựng được gia đình hạnh phúc, viên mãn với người bạn đời tâm đầu, ý hợp, vợ chồng họ luôn một lòng thủy chung, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Về già, họ có đủ điều kiện để an hưởng tuổi già một cách thoải mái, sung túc và có của cải, tài lộc để lại cho con cháu. Tháng 8, sinh ra vào tháng 8,
Những người tuổi Tân Sửu sở hữu ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cao và tinh thần tự lập. Họ không ngại khó khăn, thử thách và luôn sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới. Nhờ vậy, họ có thể tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng và sớm muộn cũng đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy cuộc đời của họ phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng họ luôn được hưởng phúc lộc của ông bà, tổ tiên để lại. Càng về già, cuộc sống của họ càng trở nên ổn định, sung sướng và viên mãn. Họ có gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tháng 9, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 9 được hưởng phúc lộc của ông bà, tổ tiên để lại nên cuộc đời họ thường gặp được nhiều may mắn. Khi gặp khó khăn, họ luôn có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuy phải trải qua gian lao, vất vả, nhưng nhờ vào sự thông minh, nỗ lực và quyết tâm, họ có thể sớm thành danh và đạt được địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ có một cuộc sống sung túc, đủ đầy và được mọi người kính trọng ngưỡng mộ. Tháng 10, sinh ra vào tháng 10, những người tuổi Tân Sửu ban đầu thường gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ vào sự thông minh, quyết tâm và ý chí kiên cường, họ có thể dần dần xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Càng về sau, cuộc sống của họ càng trở nên đầy đủ, tiện nghi và sung túc. Họ có một gia đình hạnh phúc, ấm áp và luôn tràn đầy tiếng cười. Tháng 11, những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 11 thường có nhiều ước mơ, hoài bão lớn nhưng lại thiếu đi sự kiên trì và quyết tâm. Họ dễ dàng chán nản, bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn hoặc thử thách. Do vậy, nếu muốn thành công trong cuộc sống, họ cần phải rèn luyện bản lĩnh, sự kiên trì và học cách vượt qua những khó khăn một cách ngoan cường. Tháng 12, sinh ra vào tháng 12, những người tuổi Tân Sửu thường không gặp nhiều thuận lợi trong con đường công danh, sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại có đường tình duyên vô cùng may mắn. Họ có thể tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Cuộc sống gia đình của họ luôn tràn đầy niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Quý vị đang theo dõi video có nội dung giới tử vi tiết lộ cuộc đời vất vả. Tân Sửu sinh năm 1961, một thời vất vả, từ 64 tới 68 tuổi, trời phát lộc mạnh, trúng lớn tới tấp, tiền nhét chặt két, đổi đời giàu có ít ai giàu bằng. Quý vị thân mến, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, thuộc mệnh Bích Thượng Thổ, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Tân Sửu có thể áp dụng một số cách sau. Một, tận dụng ưu điểm bản mệnh thông minh, sáng dạ. Tuổi Tân Sửu mệnh Bích Thượng Thổ vốn thông minh, sáng dạ, có khả năng học hỏi nhanh chóng và thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Họ nên phát huy ưu điểm này để theo đuổi đam mê, học hỏi những kiến thức mới và không ngừng hoàn thiện bản thân. Cẩn trọng, tỉ mỉ, tính cách cẩn trọng, tỉ mỉ giúp người tuổi Tân Sửu đưa ra những quyết định sáng suốt, hạn chế tối đa rủi ro trong công việc và cuộc sống. Kiên trì, nhẫn nại. Sự kiên trì và nhẫn nại là chìa khóa giúp người tuổi Tân Sửu vượt qua những thử thách và gặt hái thành công. Hai, bổ sung ngũ hành. Mệnh Bích Thượng Thổ thuộc hành thổ, tương sinh với kim, tương khắc với mộc. Cách bổ sung màu sắc, nên sử dụng các màu sắc thuộc hành kim như trắng, xám, vàng kim để thu hút năng lượng tích cực và may mắn. Trang sức có thể đeo trang sức bằng vàng, bạc, bạch kim để bổ sung năng lượng kim cho bản mệnh. Vật phẩm phong thủy, sử dụng các vật phẩm phong thủy thuộc hành kim như tượng Phật Di Lặc, kim tiền thỏi, tỳ hưu để thu hút tài lộc và may mắn. 3. Chọn hướng nhà hợp phong thủy, hướng nhà hợp tuổi, tốt nhất Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Nam, nên tránh Đông Nam, Bắc. Cách bố trí nhà cửa, giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp để tạo dòng chảy năng lượng tích cực. Trồng cây xanh phù hợp với mệnh để thanh lọc không khí và mang lại may mắn. Bố trí đồ đạc hợp lý, tránh bày biện quá nhiều vật dụng gây rối mắt. 4. Nuôi dưỡng tâm tính,
lòng thiện. Tuổi Tân Sửu nên thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn để tích lũy phúc đức và gia tăng may mắn. Lòng biết ơn, luôn trân trọng những gì mình đang có và thể hiện lòng biết ơn đối với những người xung quanh để thu hút năng lượng tích cực. Lòng lạc quan, giữ cho tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ để thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Năm, một số lưu ý khác: hạn chế ăn đồ mặn, đồ cay nóng. Những thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và vận may của người tuổi Tân Sửu. Tập thể dục thường xuyên, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, giúp người tuổi Tân Sửu có thêm năng lượng và tinh thần để theo đuổi mục tiêu của mình, tránh xa những người có tâm địa không tốt. Những người này có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người tuổi Tân Sửu. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng có thể tham khảo thêm một số cách sau để thu hút tài lộc và may mắn. Sử dụng bùa bình an. May mắn có thể chọn mua những bùa bình an, may mắn phù hợp với bản mệnh để mang theo bên mình. Thường xuyên đi lễ chùa, cầu bình an. Việc đi lễ chùa cầu bình an giúp người tuổi Tân Sửu thanh tịnh tâm hồn, xua tan những điều không may mắn và thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Giữ gìn lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên để có một sức khỏe tốt, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công và may mắn. Quý vị thân mến, ai cũng mong cuộc đời mình gặp nhiều may mắn và tránh xa những điều xui xẻo, nhưng vận hạn là điều khó có thể đoán trước. Cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Bên cạnh may mắn, thì xui xẻo cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Làm thế nào để hóa giải vận đen hiệu quả là điều nhiều người luôn trăn trở tìm cách. Có rất nhiều cách giải xui. Đa phần mọi người đều nghĩ tới những biện pháp tâm linh hay dùng các mẹo phong thủy. Nhưng thực tế, không cần phải tìm kiếm những biện pháp quá phức tạp. Suy cho cùng, mọi đau khổ hay sung sướng của con người, suy cho cùng đều tại tâm. Phật dạy, giải đen chẳng cần đao to búa lớn. Khéo léo làm điều này là đẩy lùi mọi rắc rối. Đã làm là hết xui. 1. Bình tĩnh chấp nhận thử thách của số phận. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Sẽ có những khó khăn và thuận lợi, có may mắn và xui xẻo, có vui có buồn, có chiến thắng nhưng cũng có cả thất bại. Mỗi ngày ta đều phải đương đầu với những thử thách khác nhau của cuộc sống, dù dễ hay khó. Có một điều chắc chắn là sau mỗi thử thách, bản thân chúng ta sẽ lại thêm mạnh mẽ và trưởng thành, có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá. Vậy nên học cách chấp nhận thử thách của số phận với một tâm thái thực sự bình tĩnh. Đó chính là bản lĩnh và cũng là cách để giải xuôi hiệu quả trong cuộc sống. Không thể nào mà chúng ta luôn gặp những sự thuận lợi và tốt đẹp được. Có những lúc sóng gió, khó khăn, thử thách ập đến chẳng hề báo trước. Tuy nhiên, cách đối mặt hay bỏ cuộc trước nó lại là do mỗi người chúng ta lựa chọn và quyết định. Dường như việc chấp nhận và chọn cách đối mặt với những sự thử thách đó chính là cách duy nhất mà chúng ta có thể bước qua nó. Né tránh chắc chắn không phải là cách giải quyết. Những khó khăn, thử thách trong cuộc sống sẽ giúp bạn nhận thấy được giá trị của bản thân mình đang nằm ở đâu. Bạn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, tìm mọi cách để vượt qua thử thách. Bạn là một người sống rất có giá trị, sớm muộn cũng sẽ đi đến thành công. Ngược lại, khi đối diện với những khó khăn, thử thách, bạn chần chừ chùn bước, thành công của bạn, giá trị của bạn sẽ chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó, thậm chí còn thụt lùi hơn so với những mục tiêu lý tưởng mà bạn đã từng đặt ra trước đó. 2. Tu tâm đoạn trừ chấp trước. Theo giáo lý nhà Phật, chấp trước là sự đối lập với buông xả. Khi chấp trước tồn tại trong lòng, theo thời gian biến thành u mê, vì kỹ nuôi dưỡng cho cái tôi quá lớn, khi không đạt được lại nảy sinh khổ đau và phiền muộn. Xét cho kỹ thì bao nhiêu khổ đau trên cuộc đời này cũng từ cái tâm chấp trước của con người mà ra. Người mà có tâm hỷ xả thì đâu có khổ. Chính từ tâm chấp trước đó mà đưa đến bao nhiêu khổ đau trên thế gian này. Tiếc rằng, ít ai thấy được, chấp trước là tự làm khổ mình, thiệt thòi cho mình, chứ không có gì vui, đâu có lợi ích. Vậy tại sao chúng ta vẫn làm? Đó là điểm muốn nhắc cho tất cả. Nhớ cần xét kỹ lại.
Mỗi người nên nhớ điều này, hễ càng chấp thì càng khổ, bất chấp thì bớt khổ, còn hết chấp thì hoàn toàn giải thoát, không còn khổ. Nhưng đâu mà có chấp, do tâm chúng ta thiếu trí tuệ quán chiếu, tức là thiếu tu nên mới chấp. May mắn hay xui xẻo đều là nhận thức của bản thân bạn. Bản thân nó không có tốt xấu đều do sự phân biệt của bạn mà ra. Tu tâm đoạn trừ chấp trước, khi ấy sẽ nhẹ bớt khổ đau, cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, xui xẻo tự biến mất. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thần Đồng Tử Vi chỉ rõ, cuộc đời kỳ lạ, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, từ 64 tới 68 tuổi, đắc phúc bề trên, hưởng trọn lộc lớn, phúc đức tiền quyển theo nhau đổ về vây kín, phất lên giàu khỏe rực rỡ, từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.